Hello, em chào tất cả các bác. Em lên sóng một chiếc đồng hồ treo tường thương hiệu là Citizen Sa Băng. Chiếc này là máy lớn kim choi, số nổi học trò. Khung gỗ dày nha các bác, cách họa tiết rất đẹp, viền sô cô la, mặt nạ mặt kính, viền kim loại mạ vàng. Chiếc này vuông vức là 34,5 cm. Còn chiều sâu vô cái bề dày của nó là tới 8 cm nha các bác. Chiếc này sử dụng một pin chung. Thường máy lớn kim choi thì chạy rất êm, lấp lánh nha các bác. Không gỗ quá dày luôn. Còn bên dưới có cái núm màu đen mình treo này để mình nghịch xuống mình chỉnh giờ được luôn, không cần phải lấy đồng hồ ra để chỉnh phía sau nha. Mắt Dinh Gia Băng nằm dưới số 6. Cái này số nổi học trò, số nổi vô lên dày lắm nha các bác. Nhìn thấy số 3D rất rõ. Rồi bác nào yêu thích chiếc này thì cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây cũng là số Zalo của em. Các bác kết bạn Zalo giúp em nhé, chỉ cần hình ảnh hoặc video gì đó mình trao đổi trên Zalo nó dễ hơn. Em kết thúc video, chào tất cả các bác.